Hello, xin chào anh em nhé. Chào mừng anh em quay trở lại với vlog tiếp theo của mình mọi người ạ. Ở đây mới sáng chú Lợi đang dán những cái phần cái phần cửa kính này. Đấy, để cho nó đầy đặn lên. Đấy. Còn vừa nãy chú Lợi đang dán ngày hôm qua thì có chú Lợi có đặt cái này vào này. Đấy, cái mang cáng này vào đây. Đấy, đặt vào đây để đo. Đấy, xong bắt đầu là nó bên cốp mọi người ạ. Bên mé cốp này thì nó bị thiếu, thì bây giờ chú Lợi đang mới vừa dán ra. Đấy, dán thừa ra để bắt đầu tiến hành là cắt gọt đi để cho nó thẳng. Đấy, để thẳng với cái này đều với cái mang cá này mọi người ạ. Đấy, đấy anh Hùng vừa mài những cái chi tiết mà mang cá kia. Đấy, đóng rồi kìa. Đấy, chuẩn bị lắp ghép vào đây mọi người ạ. Ngày hôm nay thì chắc xử lý mấy chi tiết nhặt này xong rồi bắt đầu là tiến hành vào đo đạt cái phần phía sau này mọi người ạ. Đấy, để cắt. Chưa thấy kính, khuôn kính gì vào nhỉ? Cháu cũng chưa thấy. Anh thử gọi hết đi. Gọi thử hết thôi. Khuôn kính chăm gió thôi. Đây, cháu gọi xem nào. Không nghe rồi, thôi cho ăn rồi. Cách giờ sáng rồi còn đang ngủ. Chắc còn đang ngủ thật chứ. Em lấy người ta ngủ một lát. Nó tự khó. Đúng rồi. Chị nói người ta mẹ làm muộn đó. Giờ cái hôm nào nhỉ? Cái hôm nào mình gọi 9 giờ nói giọng kiểu vẫn còn mơ mơ ngủ đi. Cái này thì mình có làm cái hốc ở đây luôn không chú? Chắc là mình phải làm luôn. Nó là cái hốc bằng lưới à, bằng cái gì? Cái đấy nó vào tăng nhiệt vào cua rồi vào hốc hút gió vào cơ đó.
Nó giống, nó có cái ống thò 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 xuống giống con phe đi không? Có chứ. Có á. Nó, nguyên lý của nó là vậy mà. Nguyên lý của nó là hút gió vào cái cây. Cho nên là nó giống giống nhau thôi. Đấy, hôm qua mình cũng có dán ở đây mọi người ạ. Chỗ này, này nó bị lõm vào trong ấy. Thế là phải dán vào cái miếng giấy tí tí này này, nó dắt vào đây. Để cho nó đầy lên. Này nó nữa. Rồi. Mà hết cái khu vực hai bên này con con. Mày nó gọn đi hả chú? Nó có đẹp đi. Bây giờ chờ sao vậy? Hả? Thế là làm video không? Nó nhất là video. Rồi, lâu hết. Lâu được ra đường lắm. Dạ. Ô, lại phải dán lại cốp vào chú. Cái chỗ này nó bị vặn hay sao ấy. Tất cả đều hết mà chỗ này là bị loạn. Đấy. Đây tài nguyên đấy chú. Thì căn là căn rồi. Chỗ này một cốp mà. Và ốp vào rồi mà chỗ này bị loạn, cho nên mình dán vào. Xong rồi bên dưới mình mài đi là được phải không? Là ok, là đều bằng nhau ấy. Oạch nhỉ. Ôi này, cái lưới này xé hết rồi chú ạ. Về sau phải sơn lại nhỉ. Đây, Nguyên làm cái giống vật gì đây? Làm gì Nguyên? Sửa máy đi. Sửa máy đi. Vỡ vòng bi rồi. Có sửa thành không? Bê... thôi, xịn đó. Nguyên nó là vợ... Thợ gì đây chú? Thợ của nó là thợ săn. Săn này. Săn thành phố à? Săn thành phố. Oách kìa. Nghe tên là biết oách rồi đấy. Oai Chi. Nghe biết nhỉ? Đẳng cấp hả? Oai Chi. Thấy không? Hả? Săn ngọc. Là săn bích. Đặc biệt là ngọc bích. Săn bích. Cứ phải màu xanh. Màu xanh nhất đi. Ấy mày ấm ấm mà mày có phải dán nhanh khô chú ạ. Khô cứng rồi. Hả? Khô cứng rồi nghe ta. À. Bây giờ nó nắng rồi mọi người ạ. Nắng tưng tưng rồi. Nó nắng ngay chú ạ. Mài được ngay không thả mài được. Rồi chuyên rách đi. Đây là chuyên rách rồi. Là sau bao nhiêu một tình vợ mình chẳng còn gì nữa rồi. Buồn nhé. Suy vậy biết nhỉ. Nước cái đi thật đấy. Nhích. Dạ. Ở góc kia chú. Ừ. Vậy là ông rồi, vậy là hồng rồi. Chưa. Cái này cũng phải bán lên đó.
Mày đỡ cả ốc này phải không? Đúng rồi. Đừng gấp gấp đi. Lên. Chú mai của anh rồi. Mai rồi. Thêm cả chỗ này mọi người nhé. Phải xử lý lại cả chỗ này nữa. Nguyên nó làm chứ mà. Mình có biết thôi. Không biết gì luôn. Không biết gì qua. Bạn muốn giấu ghi quá, anh phải biết gì qua phải không? Nhưng nó nhớ thì nhớ rồi. Thì nó đi học rồi. Dạ. Đi học lớp chăn màn. Dạ. Khách sạn. Khách sạn rồi. Thế sau này về gấp cho nó hả? Có được gấp không? Ok. Ừ. Nên sao có được gấp chăn không? Có chứ. Gấp. Học chuyên ngành du lịch đi. Du lịch. Gấp chăn màn khách sạn đi. Quản trị khách sạn. Để quần áo với đi học cũng nghĩa nhỉ. Ừ. Quản trị khách sạn cụ thể là dọn dẹp phòng phòng. Dọn dẹp phòng, sắp xếp đồ. Thì đại học Hạ Long thì chuyên ngành về đấy thì chủ yếu như vậy. Ra trường thì vẫn tiếng gì á. Chúng tôi học ngành khá thì khó à. Lên bộ học luôn, lên đi lên, thi vào Bách Khoa luôn, học cái gì vậy? Chuyên ngành mấy chuyên ngành chính trị đấy, không ra hết công việc luôn. Chính cũng phải học ở đó. Ra phát có việc luôn, sợ gì. Thì nhà anh Ngân ngày xưa cũng đại học Bách Khoa ra đấy, nhưng mà ai giúp? Thì nhà anh Ngân thì nhà cùng tuổi mới ra đó. Dạ. Cùng Bách Khoa ra. Đại học Bách Khoa đấy. Bên đang làm cái gì? Giám đốc công ty quà tặng. Công ty gì? Công ty quà tặng đấy. Quà tặng á? Ừ. Ở đó. Anh có cả công ty quà tặng nữa. Ừ. Tức là ví dụ người ta Tết đưa được gì đến đấy. Ừ. Chuyên in ấn những cái. Công ty ở đâu chú? Hả? Công ty ở đâu? Trong miền Nam. Bây giờ thì về chuyển về Hà Nội đó. To không? To chắc cũng phải chục thành viên. Khét nhỉ. Vậy là phần Bách Khoa ra toàn người giỏi thôi. Đó, bà Bách Khoa ra giỏi. Đã học được đại học Bách Khoa rồi, không giỏi. Giỏi như thế là ông Phượng giỏi ấy. Ba lô. Ai à, cái này anh em ơi, bọn mình sẽ kê cái con xe Zepco này lên trên. Kê nó lên và bắt đầu chúng ta sẽ tiến hành vào vấn đề gọi là có khi làm cái phần chắn bùn này anh em ạ. Đó. Đó. Thôi à, không quay à. Lộ hết bí mật. Một tay này thì người yêu bỏ này, còn tay kia thì người yêu cứ... tay kia người yêu đi học này, đi học lấy chồng này, học để lấy chồng, học chắc gấp chăn màn thì nguyên gì gấp chăn màn là chết không kích chưa trời ơi. Làm gì đấy đó lấy chồng. Lên à, xem thần đèn kích nhà chưa, gõ một kẻng là kích một cái, gõ hai kẻng là kích hai cái. Đấy. Lên đều nhau chứ lên là phát là lệch là đổ nhà luôn. Ok. Khóa vào nhá, kê tạm tạm vào để tháo làm chăn bùn nó mà rơi xuống thì thôi. Kê mấy bên gạch vào nguyên ạ. Thế kê hẳn mấy bên gạch, đôi khi mình bỏ kích ra ngoài đấy. Cho nó vướng. Gạch to không lấy. Ok anh em ạ, cơ này mình sẽ lấy cái thép này để làm cái form xong làm cái phần chắn bùn. Hiện tại thì cái bánh xe, cái lốp xe bọn mình chưa lấy về nên là bọn mình cứ làm rộng vào bên trong một chút. Làm rộng nhất có thể, thoải mái thoáng đãng này. Sau này mở cốp lên nó con xe này đừng trước thì như mở cốp lên không trông cái bánh xe sao.
nó chỉ có một chút cái mang cá hai bên này thôi. Thì video tới thì sẽ có cái chi tiết về phần cốp mang cá, bản lề và những chi tiết bao gồm liên quan đến nó. Còn lại nó sẽ đẹp dần theo thời gian mà. Xe thì đẹp dần theo thời gian, còn nguyên thì một ngày một xấu đi, bởi vì còn yêu đương mạnh quá. Quá Nguyên. Yêu đương khó quá, chỉ tìm về đến với Nguyên. Ok, một viên gạch lên. Không. Lại sai đi mua keo rau thay một lần đấy. Ơi, đấy chứ mà bán. Ơi, bán keo đấy. Hết rồi. Đúng rồi đấy. Ai biết được đi kiếm. Bên kia kê chưa? Kê gạch vào mày. Ok anh em, bọn mình sẽ hạ nó xuống. Ồ, bên đây kê cao hơn một ít mà. À thôi cũng được, cũng được ấy, cũng được ấy. Thả bánh ra đi. Mà đưa đi chú đi. Tôi bán được là sao? Hả? Mà đi gì nữa? Ừ. Điền bạc cái à, điền bạc cái điền á. Ghép một cái tấm vòm bánh này. Đấy, thấy không? Mình sẽ sử dụng một cái tấm như thế này, xong rồi mình sẽ dán nhựa ở bên. Dán nhựa anh em. Đấy, nó sẽ cứng cáp thôi. Nhiều nhựa tí nữa được.
đẹp luôn anh em ạ. Chỗ này được phục vụ này. Yeah. Bên này đang chú Mít Lợi đang làm chắn bùn bên này nhé mọi người nhé. À, bên này thì ở đây thì Nguyên đang tiến hành còn dán rồi mọi người, dán phần chắn bùn rồi. Đấy. Thằn măn ghê gì. Thật là thằn măn. Xong cắt cả này đi, cắt cả hầm cái đường này đi. Đường ná? Đi đường cong này đi. Tấm nhẹ luôn. Bố cứ nãy là quyết định làm từ đầu luôn rồi ra. Cứ từ nãy bố thế. Mày bố ba bố không quan trọng lắm, mày không muốn sao thì ai biết được. Được. Nghe câu như gà có cay không? Tắc tắc tắc. Người hơi. Con gà nó có cơ mà, cái con gà được có đũa, gà mái nó cỡ lên lưng ấy. Xong bắt đầu là cơ nhảy ra rất là gà. Rất là giả vờ. Ừ.
cộng tác. Rồi con này vàng ngơ ngác thì ngậm nát nó thật săn đi. Vừa đau vừa rác. Giờ vờ nhưng không biết gì. Thực ra là quỷ. Chưa? Chưa. Chưa. Cái chỗ nó ở trong kia sao cũng phải làm ở dưới nhỉ? Chỗ này nó cơ mình đánh xong nó cứng cái này mình cần ép một cái vào đây để chấm lại nó bắn vào kim. Mình còn cái điểm để chỗ này làm rơi bởi mình còn bắt ti mà. Vâng, bắt xi lanh hả? Xi lanh thì được. Cứ ti thôi. Nguyên thích lắm ấy. Nói đến ti thì Nguyên đi thích quá. Đúng bài tụi của Nguyên nha. Nguyên nha. Ti thì lực đấy. Còn dầu còn nhớt thì không. Hết dầu hết nhớt rồi. Không chịu lại, không chịu thấu với Nguyên rồi. Phật luôn á. Nguyên nhỉ. Không dầu nhớt nào chịu thấu với Nguyên. Té xong rồi phọt không chứ. Sao Nguyên, bên này sao rồi? Của ai nói luôn? Chỗ này để bắt ốc thịt, một con ốc ở đây ngoài đấy. Trời ơi, thấy ở trên đây có mảnh sắt đã dựa ở đấy đấy. Dựa ở đây mà. Đó. Cái tấm này cũng được nhưng mà nó kiểu chắc nó bé, nó hắn là muốn đi theo cùng mấy cái gì ấy chú ạ. Cái vành vành bách. Đi theo cái gì luôn. Nó có tấm sắt rồi này. Thấy rồi. Mà ý là cháu mà. Thế chú bây giờ cho đi theo cấm kia được không hay là sao? Chị đã biết nữa. Để lại vậy đi, để cái tấm này cũng được mà để vầy xong rồi bắt rá cũng được. Nhưng mà vầy kiểu lắm. Để này cũng được, xong rồi hàn một cái miếng sắt vào đây. Vậy hả? Hàn miếng sắt vào đây. Vậy là cái này mình muốn tháo ra gì? Hàn miếng sắt lên cái này, giải cái này là được. Còn này muốn là muốn đi theo cái vành bánh. Tháo ra lắp vào vành. Đi theo vành bánh luôn. Ghê, lăng mang nhằng và bắt nha. Tháo lắp cũng được. Tháo lắp thì... Con này người ta tháo lắp ấy. Không tháo lắp thì làm thế kia làm gì? Vậy thì... đi ra ngoài bánh luôn. Đi ra ngoài bánh. Ừ, đi ra ngoài bánh. Có làm bánh mới không? Thế xem phương án nào nhanh. Cái này theo nó thì cái này xong rồi thì nó phải nhanh chứ. Lắp cái gì vậy? Lắp gì hả? Bắt vào đây, bắt vào xong. Làm cái tay ra hai bên như là xong. Ở kia đây chuyển một con ốc thôi này. Chỗ này chuyển một con ốc vào đây là xong. Bên này có tay ra thì lấy tay lấy. Cái gì hả? Cái gì hả? Cái gì hả? Bên này cũng là một tấm nhựa vào đây nè. Hả? Cái gì hả? Vậy hả? Đây anh em ạ, đây thì chú đội đang bắt đầu là tiến hành triển khai cái phần sau rồi đấy anh em ơi. Phần áp cốp thì khá là ok rồi, hiện tại thì ổn áp hết mọi thứ rồi, nó đang cũng ok rồi. Chỉ đợi là anh em lên video chính để mà xem nó hoàn thành như thế nào thôi. Đó. Và đâu hiện tại thì chú đội đang mở mật khẩu điện thoại ra, không muốn cho anh em xem, sợ là anh em nhặt được điện thoại của chú đội lại thấy bí mật quân sự. Anh em, thiếu bí mật tình yêu. Anh em. Ngay vợ chú Lợi còn phải giấu cả cái mật khẩu cơ mà.
điện thoại này không ai động vào. Bí mật quốc gia. Đấy, cho nên là mình không muốn quay mật khẩu cho anh em xem. Nhà thì điện thoại cứ vậy mà dùng nhá. Đây, bây giờ thì chế độ đang bắt đầu là tính toán để cắt cái phần nắp lưng người ta thôi. Có nên cắt lưng không nhỉ? Có nên cắt lát cái lưng không nhỉ? Anh em thấy thế nào? Anh em thấy thế nào thì cho mình xin ý kiến nhá. Nhưng mà cái này chú lội chú cắt vào đấy. Thế mà không cắt thì... Mình lại rán vào. Rán vào. Đây này, đang vẽ cái đường giáp danh ra để mình cắt anh em ạ. Đấy, sau này sẽ cắt theo cái đường chỉ chú lội đang vẽ này. Nói chung là con này đang nghiên cứu mẫu. Cắt ra thì con này mình mới sẽ làm được cái phần hốc này. Hốc này là hốc gió, là để hút gió vào bên trong động cơ, rồi phanh, rồi các thứ các kiểu anh em ạ. Nói chung mà cái lỗ gió này thì khá là nhiều công dụng. Cái này lên mình cua thế nhỉ? Vừa còn ướt nhé em ạ. Nó quạt vào, quạt vào. Chắc thằng Nguyên này là của nó nhanh khô vậy đấy. Nó mua bút kém lắm, bút kém lắm. Vậy ông ăn thua nhỉ? Trong hết mực lắm. Bút hết mực, nhay hết mực không ăn thua đâu. Đấy, anh em ạ, ấy, chú Lợi rất là sĩ á. Bộ vệ này cho Nguyên nó lấy vợ. Thế là sớm đi rồi, chứ ông sau này hết mực thì không làm gì nữa. Sau này... Sau này không... rồi nó không lấy được vợ, khổ thân thôi. Sau này hết mực thì không ký thấy được á. Gặp nhiều hợp đồng không ký được. Đó, cắt lưng ra thì bên trong là sau lưng này thì khá là nhiều vấn đề để làm anh em ạ. Và tình hình là sắp Tết đến nơi rồi, không biết là có xong không. Anh em nghĩ là mình có xe làm xong không? Mà có nên làm xong không ấy nhỉ? Hay là để sang năm cho nó đầu năm nó xe mới nhỉ? Có nên làm xong sớm không? Ừ. Có nên làm xong không đấy? Hay là để sang năm, để đầu năm làm cho nó xong xe mới được, đầu năm đón xe mới luôn nhỉ? Làm bảo là Tết đến nơi rồi, có nên là làm cho nó xong luôn không? Đói, đây là một bên nhé anh em nhé, cái này sẽ bên kia. Còn ở đây thì Nguyên đang vừa rồi là đang tranh luận về cái phần lưới tản nhiệt của cái hốc hốc này để xem có nên là làm như thế nào không á. Đấy, không lắm. Bây giờ sếp Nguyên đang bắt đầu là rán cái phần này vào đây để xem tình hình là dán như thế nào thì mình cũng chưa biết ý định của sếp. Đấy, dán như thế này đây, rồi hàn một phát vào đây. Oh, wow! Đấy. Amazing! Ok. Cái này thì chú đội đang đo để tính toán cân đối với bên kia xem bao nhiêu cm. Nhưng là sếp là sếp. Sếp là sếp. Hiện tại thì là cái phần mui của bọn mình này thì vứt đi rồi anh em ạ. Đấy, không cần mui nữa, bây giờ để xe này luôn. Xếp là con cờ hóa của Easy Boy. Easy Boy là một cái gì nữa. Còn nhiều vấn đề lắm anh em ạ, không biết là Tết có xong. Phần sau Tết xong, phần này không biết. Chắc là Tết xong. Tết xong á? Tết xong là Tết xong là đến đâu rồi? Tết xong là đến hè phải không? Tết xong là Tết là mùa xuân. Vậy qua mùa xuân là đến à? Mùa hè. Xuân hạ thu đông. Wow, thật là amazing. Xuân đến, xuân đi. Thật là unbelievable. Amazing, good job. Chỗ này thì hiện tại là đang dính liền nhưng mà sau này sẽ cắt rời ra anh em nhé, để mỗi cái vần vây tách rời luôn. Mình cầm cái rác rời luôn. Ui giời, rác thì ngay là sao, bảy ngập cứ nghe đi là nhiều quá. Hà tiện thế nghe đi thì Nguyên nó lại phải mua khổ thân nó à. Hay hay suy nghĩ vấn đề sếp đã bỏ rồi. Sếp quá. Sếp nha. Vâng. Bây giờ sếp đang hàn vào đây. Không biết là có thành công không.
Đi chỗ anh em ạ, xếp hàn mãi không được cái này vậy hả mô. Cần nhiệt độ cao lên thì nó mới chạy được. Anh cứ để xếp cứ để nhiệt độ quá 20 nữa xong rồi chích nữa. Vậy đi. Vậy em sao mà nóng nữa. Đây, cái vành máy này thì ok rồi nha anh em nhé. Mới ghép được vào thôi, còn nó chưa rán anh em ạ. Các bạn, và bây giờ thì Nùng đang tiến hành vào nghiên cứu phần gương của chiếc cái Zetco này mọi người nhé. Đây, nó sẽ trông như này mọi người nhé. Đấy. Mà hiện tại là phải bốn chúng mình phải hoạt hình ra, phải tạo hình đó, cũng hơi khó một chút mọi người ạ. Quá xe thật để mà làm theo mẫu thì dễ. Đấy, ở đây chú lại đang bắt đầu tiến hành là mở cái cốp lưng ra mọi người nhé. Đấy. Có mùi thịt nướng rồi chứ. Giờ khoái. Ôi này, ôi này. Ôi giời, ôi giời. Khoái tít mù này. Sao rồi các bạn ạ? Để xem mua bao tiền nhỉ? Mấy? Để xem mua tiền triệu đấy các bạn ạ. Có thua nhỉ? Hay là mang về sửa rút chất động cơ xịt ra là hay khéo vậy nhỉ? Hay khéo hiểu ấy. À, quên. Hôm trước là các bạn hỏi về cái phần kính chắn gió này. Đấy, nhưng mà hiện tại là kính chắn gió là bọn mình đang có phương án là làm bằng nhựa rồi mọi người nhé. Cắm điện giúp. Cắm điện hơi rồi giúp. Đây là cắm điện hơi đây nha mọi người nhé. Cắm điện hơi. Điện hơi nó sẽ ngoài này mọi người ạ. Ở ngoài này đây. Rồi. Cắm ạ. Ui. Ok rồi chú ơi. Làm sao rồi? Đúng. Đang đi vẽ, chưa biết được. Đây phải tạo cái mẫu ra trước, sau đó là bọn mình sẽ mới có thể làm được phần gương nhé. Nhớ là đây là nó sẽ là cái phần mặt gương này. Đó. Đó tính bọn mình phải tính cái trước này, đây cái mặt bằng. Đó là sẽ trồng cái này như kiểu in 3D ấy mọi người ạ. In 3D thì không. Máy in 3D. Rác kiểu có nó hơi bầu nữa. Nó hơi bầu. Nhìn. Thế nữa. Phần này có vẻ hơi bầu đi. Yeah. Sao rồi chú? Quạt nó nguội. Nguội á? Nóng à? Nguội đổ nước vào có sao không chú? Không gì. Nó chỉ cháy thôi. Thế à? Chọc. À, cái này làm đâu cứ mỗi một cái máy xịt vậy cho nó tăng gió lên nhỉ? Tăng rồi. Con này hơi nóng rồi. Nhỉ? Còn tem bảo hành đi. Má ra sửa giá. Bảo hành. Mà mua 2 năm 3 năm một lúc đó. Nó bảo hành 20 năm mà. Dạ. Yeah. Và mới vào đến học, bảo hành đến lúc học à? Đến cơ học thôi. Vậy nhỉ. Vậy thì cũng an toàn lắm nhỉ. An toàn. Cứ mua lại nhà mà dùng đi. Cái này kể ra có ai đi tài trợ cho mình cái máy này ngon nhỉ chứ nhỉ. Nghe cũng được. Đây để cháu làm mát cho ạ. Có vẻ mát hơn chắc.
đấy. Lớn quá nhỉ. Chú lại mổ cháu à? Đâu vậy? Chào chào anh chú. À, vướng cái đoạn kia một cái, vướng một đoạn bé bé thôi. Cái máy hỏng không cắt được đâu. Đi xuống nữa. Để cắt bù lốp ấy. Được chưa? Còn nào nữa không? Nhiều lắm, nó còn bằng là đứng một chỗ. Nó kia mất rồi. Chú ra hả? Chú chưa ra? À, một đấy, 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 đấy. Chú phải... Chú phải... Chú phải... Ôi trời. Được cái gì? Được phết đi vừa lắm. Chú ra phủ vào mấy đấy, vẫn còn nhiều vào chút. Rồi. Đúng không, chưa hư, mới hỏng. Hết gì, hết thắt cho mà hướng. Như này không bán vào đây à? Đã lỡ đây, cô bác hư.
cắt cây ra là dâm thép rồi. Có mà. Có á? Có thứ chưa? À, mọi người này. Hàn đây à? Đây là Hàn à? Cắt cây này ra, cắt cái này sao lại xếp lại vào ngay chứ. Yeah. Tao rồi. Ấn vào lấy cái máy hàn rồi. Tao rồi. Mày xuống mày xem nhé. Cái này có tính chiếu toang rồi mọi người ạ. Khoang động cơ đã được tháo rồi nhé mọi người nhá. À đừng quên nhầm. Cái nắp lưng đã tháo rồi và khoang động cơ nó lòi ra rồi mọi người nhá. Thì nó thô sơ vãi chưởng nha. Đây chắc là này vệ sinh lại. Đây là nguyên cắt ra không thèm hán nè, đúng không Dũng? Dít cái này vào nhá. Dít nào? Vẻ quá. Như thế là một cái này thì có hàn, cái này cắt cũng không hàn rồi đấy. Chưa. Đấy. Mà cái hàn nó chứ nhỉ? Cái thằng này. Cái nào chú? Cái này. Cái này thì làm chục đây chú nhỉ? Yeah, điên. 300 năm với tốc độ hiện tại ước tính mất khoảng 1.000 năm. Để mở cái đạn này mà đã có một tay đạn vào đây vỡ mà chỉ ông Nguyễn thôi. Chỉ thằng Nguyên vừa rồi thôi. À, thằng Nguyên đâu? Nè, đã vỡ cường lực góc này rồi. Vâng rồi, mất 20 triệu rồi. Tao để lấy, chỉ mày để lấy thôi. À, toàn cường lực nha. Toàn nghe. Thôi, vui em ạ. Cảm ơn. Cái này là phải, tên này phải lõm vào đến tầm này. Đâu có bút đâu. Bút đâu? Bút đâu? Bút đâu nhỉ? À bút đây. Đây. Cái này là phải đi vào đến đây. Đi vào mãi trong rồi này. Vậy ai? Đó. Xong rồi đi sâu xuống về bằng cái mép cũ của nó ngày xưa này. Ừ. Mày cứ đi đán vào nó vậy. Đấy. Xong làm cái này nó phải sâu bên trong. Cái này phải sâu nữa vào trong cái này. Cái chỉ này cũng là đường này nhưng mà nó phải sâu vào bên trong, nó là cái thành cái chỉ này thì nó mới lộ được cái này ra nè. Xe điên thế này, vân tay nhá. Đây này, nó mới lộ cái này nè. Đấy, màn hình của chú đây nhá, đây nhá. Chú tối quá, tối vàng. Cái lỗ này. À, cái khe này. Hiểu.
thì con này phải mài lõm này vào, vẫn giữ đường chỉ này, thì em đường chỉ này ra nhớ hai đầu, khó, xong rồi mài bằng đi, xong rồi xong vẫn giữ lại giữ đường chỉ, mình bắt đầu mài thành đường chỉ, giữ lại nguyên cái đường này, thì nó mới ăn vào cái mé ở trên xe cắt rồi đứt rồi đấy, nhớ không? Thế mới đau buồn. Giữ nguyên đường chỉ này. Đầu này có thể giữ chỉ xuống một tí cũng được, nhưng đầu này là phải xuống mạnh. Ồ, đúng rồi, thì nó mới hở. Nó mới hở cái này ra. Nhớ cái này hở nó tầm này. Nhớ không? Ôi, còn cái đường chỉa kia mà cắt đi thì là lệch đây nè. Đầu này có thể giữ nguyên, nhưng mà đầu này phải mài đi. Anh xe dư nguyên. Bích cơ dư nguyên đó. Hả? Bích cơ dư nguyên một tí nữa. Lâu, ít thì đặt lại. Bút của mình pin nó chai rồi, vuốt không lên. Bút này pin chai rồi. Về tiếp đi. Ủa, đấy là nó. Bánh. Vậy đó. Mấy lại cái này là ép cái này vào đấy. Cho cái nhỏ mà nó đồ là dán ép vào, dán vào. Không nữa thì cứ để lỗ vào đấy cũng được. Bắt con vít lên trên open trên bắt bên dưới là dán, không cần cho cái nhỏ mà. Bắt ốc vào. Bắt ốc vào nó dán không rồi. Ủa mà cái này sao? Mà cái này có làm xương lại không? Mài hết đi. Cái đấy phải để nguyên, cái này di chuyển cái này ra phải dựa vào đâu nó thật chung nữa. Chỉ có chỗ kia thôi, là bờ tường dài nhất rồi chú ạ. Thì mới cắt mới mài được chứ. Mình để loại chỗ đi. Anh Nùng bên này, ngoài này đang dán cắt cái form này mọi người ạ. Form kính. Không biết đắp đất sét có được hay không nhưng mà như vậy đã. Ok, bây giờ mình sẽ phải dọn chỗ kia đi, xong rồi di chuyển cái này vào trong kia. Đấy, chú Lợi đang tính cái phần kiểu như là khung ấy, đỡ hay là cái chi tiết để đỡ cái ấy. Đấy. Sáng màn hình 1 phút mà nhanh hết thế nhỉ. Để không tắt cơ. Hả? Để không tắt cơ mới chất. Đó, nó phải lên đến đây nè. Đây, nó chạy vào đây là nó không từ đoạn này hấp xuống. Vậy phải cắt cái này đi à? Không, cái đó là đầu đèn. Gì đèn? Cái hút, nó là cái vòng tròn của đèn ấy, thì cái tính sao? Bao giờ làm đèn này tính? Vào đây. Vào đây thôi. Rồi vào đến đây. Đến đây không có đầu quành lên đây. Cái sắt này đang là giữ tạm thời thôi. Đi vào đây. Quành đây. Làm mặt bằng luôn. Được không? Được. Mình phải làm cái bát này không về sau chính cái đèn này thì bắt vào đây thì cái đèn nó lập lều mà. Đây đi. Điểm này bắt đèn đi. Cái đèn sẽ dính vào cái khung của mình sẵn là cái đèn đấy nó nhức cao hẳn lên luôn đấy. Tách rồi ta. Ok chưa? Ok. Đây cái này, cái này cứ đi vào đây. Quanh quanh đoạn này quanh lên đây vào cái trụ này. Ok nhưng mà đấy ok đấy các bạn ạ. Tối rồi, ơi làm gì chú? Chơi thôi, ai này tâm cứu chứ xong rồi
Không sao được. Dạ. Ừ, chú vừa dán này vào đây à? Vừa dán vào để làm cái đáy dưới này. Đó. Đây kìa, khe đáy nhỉ. Đây là khe đáy. Đây nào. Cái gì? Hai cục cổ đấy. Dạ. Đây, cái đáy này. À. Xong rồi bên trên này, cái này bắt đầu mới dán ràm tí mới cắn nó xuống đây. À. Không, bên dưới là cổ bô phải không? À, bên dưới là bô phải không chú? Bô nó bên dưới này. À. Đấy đi. À, chả oách nhỉ. Tức là cái này là cái đỡ, xong bắt đầu dán lui ở đây, xong bắt đầu mới đổ nghiêng một loạt vậy này. Con này chiếc xe của mình ở khu vực này, khoang này hơi trống rồi nhiều chú ạ. Hơi trống nhiều, đấy vậy thì mình làm bố nó cái cốp đây nè. Nhỉ. Yeah. Cốp thôi được, chỗ này không xá rồi đấy. Vậy cũng không thừa lắm nhỉ. Thừa thích gì đây, cái này, cái cổ này nó vào đây rồi nè. Đó, vào đây á. Cổ bố hay cổ gì? Cái cổ hút đây nè. Đây cổ chú ạ. Đây mà. Đó, đây là củ hút đó. Không biết củ hút. Đấy là đấy là đấy là gì? Đấy là cái bẹ bắt có cái tay cốp này này. Vâng. Khung này nè. À. Đúng rồi, đúng rồi. Ê, để đây. Mình phải làm một cái tay rồi sau này còn bắt ống xả vào đấy. Đây đi. Ừ. Cái này nhỉ? Đây đi. Đúng chưa? Cái này nhỉ? Cái đấy chưa? Đúng không? Vâng, cháu thấy rồi. Đây cái con này cháu tính mình chỉ đi một ống thôi nhỉ. Đi một đường ống thôi, không cần phải đi hai ống rồi đâu nhỉ. Thì nếu đi hai ống thì chắc hơn. Đi một ống xong rồi ra đi về ông ra mình làm cái khoan khoan chia chia ra thôi nhỉ. Ừ. Kiểu mình làm như có cái loa chú. Rồi làm như có cái loa phong phình ra vậy. Phụt 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 đóng nó kia vào cái lưng của nó bên dưới, xong rồi bên trên cái lưng đấy làm một cái bầu hơi. À. Xong rồi ống xả nó dồn vào cái bầu đấy, xong nó lên đấy nó mình chia ra làm hai ống. Mà cháu nghĩ là mình sử dụng cái bầu hơi cũ của cái xe này thì nó hay chứ ạ. Nó ấm ấy. Nó mà nó ngồi nổ bùm ấy. Yeah. Nếu mà như bô con Ferrari mà kiểu cũng máy này mà chú. Nhưng mà con ấy nghe âm thanh không sướng tai phải không? Nó có bầu đâu mà. À. Nó lại chia xa quá. Vâng, chia xa quá. Nó đi vào một chỗ nó nổ rát rạt như con Bugatti phải không? Bugatti mẹ Pagani nó nổ rát rạt ấy. Đi đoán nó rát phải không? Nó Bugatti cũng không có bầu bầu chứ nhỉ. Có quá. Nhưng mà ít hơn, không có cái lọc. Đây, phải bắn vào đây rồi, cái chỗ này sâu quá. Này nhá, dán đây rồi này. Ừ. Ok. Đấy, ở ngoài này thì mình đang tạo phần gương mọi người nhé. Thì phần gương chúng mình đã tạo, chúng mình làm theo phương án là tạo xương mọi người ạ. Tạo xương nãy tạo xương rồi mà mình quên nãy mình không quay cho các bạn xem. Phần khung xương và đã bề đang tiến hành làm đất sét, đang đắp đất sét mọi người nhé. Đất sét và hiện tại đang tạo form, đang tạo form để đến sát đến xương thì thôi, sát đến xương thì nó sẽ được cân đối này. À, bọn mình sẽ làm cho hai cái phần gương, cố gắng làm cho giống nhau nhất có thể. Có vẻ là con này hơi bắt đầu to to rồi ấy. Đúng không ạ? Hả? Mày thấy vậy không? Mình thấy có vẻ là gương cũng bắt đầu đã hơi to rồi mọi người ạ. To. Điều chỉnh cho một tí nhé. Nhé. Tím gì? Tím cà. Có vẻ hơi to rồi. Đấy các bạn nhé. Và nói chung là ngày hôm nay thì chúng mình đã tháo được phần nắp lưng ra. Nắp lưng ra và bây giờ thì sẽ tiến hành vào chế tạo những chi tiết sao phần lưng này nó đẹp một chút mọi người nhé. Và bọn mình sẽ, với chiếc Concept này thì bọn mình sẽ làm cho nó cái hệ thống gọi là hệ thống auto skin mọi người nhé. Đây thực sự là auto skin chuẩn xác luôn mọi người nhé. Nó sẽ lên mở tất cả hệ thống tự động luôn, nó sẽ không như chiếc Pagani phải thủ công mọi người ạ. Nhưng mà với chiếc Zeco lần này thì chúng mình sẽ làm cho hệ thống gọi là auto skin tự động hoàn toàn mọi người nhé. Đấy, và bây giờ có lẽ là thời lượng của vlog ngày hôm nay cũng khá là dài rồi, cho nên mình xin được tạm dừng vlog ngày hôm nay tại đây. Nếu như các bạn có ý kiến nào thì đừng quên cho bọn mình biết ý kiến của các bạn bằng cách để lại một comment bên dưới phần bình luận của video này. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Chúc mọi người một buổi trưa vui vẻ nhé mọi người nhé. Tạm biệt mọi người.
nhá. Mọi người nhớ có phương án nào về làm phần kính chắn gió thì nhớ để lại comment cho bọn mình biết nhé mọi người nhá. Bye mọi người.